Rồi ha, Linh xin chào cô chú anh chị và các bạn ha. Hiện tại thì Linh đang ở trên cái đường quốc lộ 1A ha. Và cái đoạn này thì nó cách Cà Mau khoảng 25 km, cách cái nước khoảng 6 km ha. Thì Linh muốn giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn một cái nền đất, phải nói là Linh cảm thấy nó rất là đẹp và nó rất là phù hợp cho cái việc kinh doanh buôn bán ha, cũng như là mình mở những cái quán cà phê, quán nhậu, quán karaoke, nhà nghỉ, sân vườn, nói chung là công ty xí nghiệp gì cũng phù hợp chứ á. Thì Linh chạy cái đoạn này chút xíu thì tới cái khu vực đất á, thì Linh sẽ dừng lại quay cụ thể cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Và để ủng hộ tinh thần thì cô chú anh chị và các bạn bấm like, bấm ký, chia sẻ video lên Zalo, Facebook để Linh có nhiều cái động lực làm nhiều cái video có ý nghĩa hơn để gửi đến cô chú anh chị và các bạn nha. Thì đây là cái khu vực của huyện Cái Nước nha cô chú anh chị các bạn. Và đây là cái quốc lộ 1A rất là rộng ha. Bề ngang của nó là tới 26 m, mỗi tâm lộ là 13 m đó cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ Linh sẽ dừng máy chút xíu tới khu đất rồi thì Linh sẽ quay nha cô chú anh chị và các bạn. Rồi một lần nữa để ủng hộ tinh thần thì cô chú anh chị và các bạn hãy bấm like, bấm ký, chia sẻ video lên Zalo, Facebook ủng hộ tinh thần để Linh làm nhiều video có ý nghĩa hơn ha. Rồi chúc cô chú anh chị và các bạn xem video vui vẻ ha. Và nếu như có nhu cầu mua bán đất, ký gửi đất gì đó thì liên hệ với Linh theo cái số Zalo là 0949993384 nha. Rồi hai Linh xin chào cô chú anh chị và các bạn ha. Hiện tại thì Linh đang đứng tại cái phần đất mà cái người chủ người ta muốn bán nha. Cái phần đất này thì nó rất là tiềm năng ha. Phải nói là Linh thấy là cái phần đất này quá tiềm năng. Nó phù hợp cho mình mở công ty, cây xăng, nhà trọ, nhà nghỉ, quán. Nói chung là kinh doanh buôn bán là cái phần đất này là ok. Bây giờ Linh sẽ báo cụ thể các số liệu thì để ủng hộ tinh thần làm kênh, cũng như là ủng hộ cái sự vất vả của Linh đã bỏ thời gian công sức đi làm những video kiểu này. Cô chú anh chị và các bạn bấm like, bấm ký, chia sẻ video lên Zalo, Facebook ủng hộ tinh thần ha. Bây giờ Linh sẽ đi vào cái nội dung chính của những cái số liệu ha. Đầu tiên là cái miếng đất này có chiều ngang là 40 m, chiều ngang 40 m ha, chiều dài là 75 m, và diện tích trên giấy của nó là 2.959 m², nhưng mà ở thực tế là nó hơn 3.000 m² là cô chú anh chị và các bạn, nghĩa là miếng đất này khoảng 3 công. Trong cái miếng đất này thì đất vườn là chủ yếu ha, cụ thể là đất vườn là hơn 2.000 m², còn lại thì đất nuôi trồng thủy sản. Hiện tại thì Linh đang đứng ở chỗ này là quốc lộ 1A nha cô chú anh chị và các bạn. Ở khu vực này thì người ta cho mình lên thổ cư. Tiếp theo là Linh sẽ định vị một số cái vị trí ha. Vị trí của khu đất này thì nó cách cái huyện Cái Nước là khoảng 6 km, còn nó cách cái chợ Rau Dừa khoảng 2.5 km. Còn nếu mà tính từ Cà Mau thì Cà Mau chạy vô đây khoảng 25 km. Và đặc biệt là ở phía sau của cái phần đất này nó có một cái kinh, nó có một cái kinh ngang ha. Nghĩa là giống như nó có một cái mương ở phía sau vậy đó, mương ngang để nước á. Và đương nhiên là cái đường điện thì nó cũng đã đi ngang cái khu vực này rồi ha. Đây là một cái đường quốc lộ ha. Và đất này thì có sổ hồng nè. Khu vực cụ thể của nó là ở huyện Cái Nước, Cà Mau. Và nó tiếp giáp với quốc lộ 1A. Quốc lộ 1A thì hiện tại là 26 m nha. Độ rộng của quốc lộ 1A là 26 m. Và cuối cùng thì Linh báo cái giá cụ thể ha. Ở đây thì người ta bán là 100 triệu 1 m². Và người chủ người ta chỉ bán nguyên nền không mà chứ không cắt ra nha. Thì nguyên nền này sẽ tương ứng với là 4 tỷ của chú anh chị và các bạn. Giá là 4 tỷ nha. Linh thấy là cái này rất là tiềm năng. Đường quốc lộ và giá là 100 triệu 1 m² thì nghĩ là nó cũng rất là hợp lý rồi. Tại hiện tại bây giờ mà cô chú anh chị và các bạn mà tìm những cái giá như 70, 80
gần như không có. Còn nếu có thì đất nó không đẹp như thế này, và nó cũng không được dài như thế này ha. Tại vì cái này dài vô là tới là 75-80 mét lận. 75 là đang tính cái số trung bình đó của chú anh chị các bạn đó. 75 là tính cái độ dài trung bình đó, ngang tới 40 lận. Nên là cái phải nói là cái nền đất này nó rất là tiềm năng và nó rất là khó tìm nha. Đặc biệt là hiện tại bây giờ tìm những cái nền đất như thế này là rất khó tìm ha. Và cụ thể hơn thì ở đây là cái mặt bằng người ta đã bơm lên rồi ha, bơm đất lên rồi. Do là cái cỏ nó mọc đó, cho nên là cô chú anh chị các bạn không thấy cái nền đó. Dưới đây là nó có mặt bằng hết rồi. Rồi, nếu như mà cô chú anh chị các bạn nào quan tâm đến cái phần đất này thì liên hệ ngay với Linh theo cái số Zalo là 0949993384 ha. Và cũng như là nếu mà cô chú anh chị các bạn biết ai cần tìm cái phần đất liên quan cái này thì mình sẽ chia sẻ cho họ cái video này để họ xem, bằng cách là bấm chia sẻ lên Zalo Facebook ha. Đó, đây là một cái nền đất rất tiềm năng. Thì giống như nãy Linh đã nói ngay từ đầu rồi đó, để mình đầu tư kinh doanh, mở tiệm cửa hàng hoặc là nhà trọ, nhà nghỉ, vân vân. Đó. Tiệm cà cà kê, quán cà phê, sân vườn ở khu vực này cũng hợp lý luôn, tại vì nó cách cái nước có 6 km thôi. Có nghĩa là khá là gần cái nước á. Cà Mau thì 25 km. Rồi đến đây thì Linh xin kết thúc video, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video sau nha. Bye bye.